vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến một trò chơi cần sự nhanh nhẹn và thông minh. Cái người làm được điều này phải là người nó không có nhập nhằng, nó không có rối bời, phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Trò chơi mang tên Rối Người. Thử thách Rối Người. Mỗi đội có 3 thành viên. MC Trường Giang sẽ đưa bảng từ khóa cho thành viên đầu tiên nhìn. Sau đó người đầu tiên nhanh chóng điều khiển hành động của người thứ hai để truyền thông tin mà không được truyền lời nói. Tương tự, thành viên thứ hai điều khiển người thứ ba để người thứ ba đưa ra đáp án từ khóa đó. Sau 3 lượt thi đấu, đội có số đáp án đúng nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Và dĩ nhiên, thắng sẽ có thưởng và thua sẽ bị phạt. Cùng hồi hộp chờ đợi phần thể hiện của các thành viên siêu phàm của Bảy Nụ Cười Xuân ngay bây giờ. Rối người á? Rối người chứ không phải là rối nùi. Ok, rối người. Sẽ có 2 đội, hãy tự chọn đội cho mình đi. Rồi, đứng sau đội vậy luôn đi. Vậy luôn đi. Có sai lầm không Luật? Ở trên trùng, quên. Muộn rồi cưng. Bữa nay con đàng hoàng, con có nói gì đâu con. Cái trò chơi này người ta cần bình thường chơi. Thì bữa nay con bình thường mà. Ồ, bữa nay có vẻ cháu nó nền nã. Mì nền nã quá. Rồi, mời đội mình làm ví dụ. Mời Hồng Thuận đứng vào giữa. Khi Trường Giang đưa thông tin lên, ví dụ đây có 2 chữ là ông địa, thì Lâm Vy Dạ sẽ có 40 giây suy nghĩ cách để làm rối người cho Hồng Thuận. Sau 40 giây tự khắc vách ngăn sẽ kéo lên, Lâm Vy Dạ đi qua đó, sau đó không được nói tiếng nào, cũng không được diễn cho Hồng Thuận coi, mà phải làm Hồng Thuận đó. Dù vậy cầm cái quạt quậy. Lâm Vy Dạ nên nhớ trong vòng 10 tiếng đếm cuối cùng phải tranh thủ về, nếu không cái vách này hạ xuống là thua. Sau đó Hồng Thuận cảm giác là trời quá đơn giản, bất ngăn là sẽ chạy lên và Hồng Thuận chạy qua bắt đầu rối người lại cho Trương Thế Vinh. Và sau đó Trương Thế Vinh sẽ có một số giây quy định để đưa đáp án rối người vừa rồi và hai bạn này truyền cho bạn là thông tin gì. Dễ. Bên tôi là gà chiến không á. Một đứa không hiểu tiếng Việt, một đứa không bình thường. Trời ơi. Nếu mà vậy thì bây giờ mình sắp lại đi, tôi sẽ là người cuối cùng. Tụi bạn gặp nhau nhiều, mình hiểu nhau. Sau cái chương trình này đừng có chia tay nhau nha. Có đâu. Đứng cuối giờ. Em đứng giữa. Em là đứng giữa, em cứ làm y chang thôi. Đó. Con đoán đi. Chứ con diễn làm sao chú đoán? Không, anh đoán okay, đi. Được không? Rồi, ok. Nói chung là em là photocopy thôi. Cũng có lợi thế là tại vì Hollywood không nói. Em không nói. Tại em... vì sao? Hành động nhiều khi người ta lại hiểu hơn là nói. Nói chung năm em làm cái gì em sẽ làm giống y chang vậy. Chiến lược đó, nghe quá có thể. Dễ. Đây là một điều mà đầu năm mới ai cũng mong muốn. Được cái à. Anh Tiến Luật ơi, mình đổi chỗ đi. Trời ơi, đã được yêu rồi. Bông hai à. Dạ, Hà Ri chắc hiểu à. Nhớ về nhà lại nha con. Coi chừng bị nhốt luôn nha con. Gì vậy? Tào lao. Trời ơi, rồi đó. Cái gì vậy bà? Em xin chúc mừng anh Luật. 10, 9, 8, 7, 6. Trời ơi, chết tôi rồi. Kêu cái này sao mà diễn tả nổi trời. Bắn tim. Em móc gì hả Huy? Chấm mút cái gì dưới đây á? Ăn, chấm mút. Ăn. Cười ơi, Luật cười ơi. Chín, tám, bảy, trò chích. Sáu, năm, bốn, bốn. Cẩn thận. Dạ. Đây là điều người ta hay chúc nhau đầu năm mới. Lùi lại.
Đâu anh Luật, anh Luật, anh thử nghiệm lại coi những cái hành động nãy giờ là cái gì. Không, không, tôi là chỉ nghe theo gợi ý thôi à. Chúc nhau đầu năm mới tiền vô như nước, tiền vô như nước. Anh hiểu quá rồi. Cái này, cái này, em biết cái gì đâu? Tiền vậy là tiền cái gì? Tiền gì đó thì tôi nghĩ vậy là tiền. Còn nước bây giờ diễn tả như thế nào? Nước cái gì? Cái này đặc biệt không gợi ý. Sao vậy? Dễ quá. Không gợi ý sao biết? Trời ơi, bên dễ, tôi dễ, dễ mà. Bên tôi có người nước ngoài chơi bạn ơi. Bắt đầu. Không có gợi ý hả? Sao không gợi ý vậy trời? À. À. À, hay á, hay á, được. 6 5 4 dễ ra kìa. Dễ lắm, dễ lắm. Dễ. 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 Anh này dễ mà. Quan trọng là tôi không tin hiểu. Các bạn. Không, giờ Henry chỉ cần làm giống y chang vậy thôi. Trời ơi, quên một cái quan trọng. Trời ơi. Bà kia bà quên. Rồi qua tới bà này sao nhớ. Ê, đụng đập. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Anh hiểu không anh? Giữ im lặng nha. Dễ mà. Mùng 2, mùng 3 rồi mình đi thôi, đâu? Thôi đừng có nói. Đang thua ta bị đặt sầu sầu. Mời đáp án. Đi chúc Tết. Biết ai mà. Ê, tôi có 3 lần mà. Tôi có 3 lần mà. Tôi có 3 lần mà đúng không? Đúng. Đi chùa, đi chùa. Thôi, em thấy hâm phục anh luôn á. Em diễn tả gì mình cũng hiểu đó. Cái này là một là nhà, hai là chùa thôi. Wow, wow, hay quá. Bà Henry bà không hiểu gì đang xảy ra. Em không hiểu gì xảy ra. Em không hiểu gì luôn á. Harry với một tờ giấy trắng. Rồi, bây giờ là một cái thông tin cuối cùng. Nó hơi khó đó. Dễ, dễ. Khó. Quá dễ luôn á. Harry biết gì đâu chị. Bữa cuối, bữa cuối. À Dung. Đó đúng rồi, hay á, hay á. Hay á, hay á, hay á. Đúng rồi. Bốn cái là bạn đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bạn diễn tả cái cột đó mới mới ra được. Có nhân đồ đồ. À, lần này thấy. Ok. Ok không? Biết gì đâu sầu sạo. Mời lên ngay. Mùng 4 Tết, bữa cuối, đúng rồi. Mùng 4 Tết mình đi bữa củi ăn cầu mình đó, ăn trái cầu củi xong cái củi văng vô mỏ mình chảy máu đó. À, đúng rồi, hay quá Harry ơi. Cái này là cái gì ta? Đó, phun đó, máu đó, máu đó. Rồi nói cả dính luôn nè, chúc Tết ông bà gần đúng rồi. Chúc Tết ông bà sai. Chúc Tết ba mẹ. Sai. Gần đúng rồi. Nhổ rau ông bà. Chúc Tết thầy cô. Trời ơi, chúc mừng ông chia tay. Vậy là cái gì? Mừng tuổi ông bà. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng.
Yeah. Lên, lên rồi đó. Hay lên quá. Tinh thần nó mới lên rồi. Đây là thông tin đầu tiên. 40 giây. Chà. Dễ mà, dễ. Rồi, tôi nghĩ gà bị nhốt ở lại luôn. Gãy đầu, gãy đầu. Rụng tóc. 9 8 7 Con quỷ nó bị nhốt luôn. 6 5 4 3 2 1 Rồi. Sao, hiểu không? Cái gì mà rụng tóc rồi đi nhuộm tóc gì đó. Hiểu chưa? Vách ngăn bắt đầu. Chạy lên. Đây, hai người bạn thân hiểu nhau nè. Rồi nha, không được nói chuyện nha. Đó. Giật tóc mai. Đó, thấy con tóc bạc. Bẻ tay bẻ chân đó nè, ở không làm gì. Đó, gãi đầu, đó, cắn móng tay, làm neo. Đó, làm neo xong nắm tay nhau. Ồ, hai đứa yêu nhau. Ồ. 3 tháng nữa cưới, chịu không? À, 3 tháng nữa cưới, chịu không? À. 6 5 Bánh cắn có gãy sạc bốn. Ồ, vô, vô. 3 2 1 tôi là tôi rất là thương bạn bè cho nên tôi cho thêm một cái thông tin nữa. Cái thông tin của Hồng Thuận gồm có 4 chữ: tóc bạc thì tốt. Thời gian đã hết, mời Hồng Thuận đoán. Ờ, gì này là gì ta? Làm móng đẹp lắm. Không phải. Không phải. Nói đại đi, có cảm bác giác. Bác chí cái gì ông nội tới rồi. Bác chí. Ê, im. Im lặng, im lặng. Im lặng. Úp mặt vô, úp mặt vô. Tôi che lại luôn. Đúng rồi. 3 2 Bác chí. Bác chí. Nấu chè. Hết giờ. Cái cơ bác chí ăn tiệc. Hết giờ. Lưu lại. Đây, nói được. Em là nghĩ là gì? Có chí thì nên. Ôi trời, không ngẩn. Bắt chi. Rồi, lượt đầu tiên coi như là không thành công. Người nông dân là những người rất cực khổ. Để cho mùa màng, bội thu thì gia đình mới ấm êm, hạnh phúc thì năm mới mới đề quề. Quá dễ. Trời bà, em đứng giữa đi. Chết luôn. Em nhìn cũng không hiểu luôn á. Không được nói chuyện nha. Không được nói chuyện nha. À, biết rồi, sao về đi, biết rồi, về. Rồi, bánh căng bắt đầu hạ xuống. Ok. Không được nói chuyện nha. Kéo lên rồi. Kéo lên rồi. À, hiểu rồi. Bánh căng hạ xuống. Hiểu rồi. Bởi vậy người ta nói bạn bè đi chung với nhau, hiểu nhau đúng thiệt chứ. Thế nào cũng chơi quớt nè. Bạn bè thân mà. Có cần gợi ý không? Không, không có cần gợi ý. Rồi, xin mời. Giật lá tìm sâu. Chính xác. Sau 2 vòng, đúng 1 vòng. Lo quá. Hồi nãy giờ Harry nói em không hiểu. Thì em đọc chữ em cũng không hiểu ý nghĩa luôn. Có lúc chúng ta buồn thì chúng ta đi lang thang đâu đó với bạn bè thì vui chơi thoải mái, đến khi chúng ta vui thì cũng phải đi chơi bạn bè, nói chung là vui buồn gì cũng đi chơi bạn bè đó, để chi cuộc sống đỡ hơn. Bây giờ là vòng cuối. Mời Bách Ngăn. Trời ơi, sao mặt anh quan mang vậy?
10 hả? Anh 10 là gì trời? Anh 10 là Trường Giang nè, anh 10 có nè. Bạn... Anh 10. Rồi. Anh 10, bạn... Bạn bè bốn phương trời, ta vào đây chung vui. Bạn bè bốn phương. Bạn bè bốn phương, sai. Kẻ gốc người cười. Chúc mừng à. Chất quất, chất quất. Vừa khóc vừa cười. Ăn mười cái gì? Anh chỉ em đúng rồi đúng không? Thôi chữ khóc chữ cười đàng hoàng. Mình thắng. Bây giờ là đội bạn coi như thắng. Đội này đã thua. Nhưng hình phạt rất đau đớn. Nếu bây giờ các bạn làm lại một lần nữa chính xác thì hình phạt sẽ giảm nhẹ. Câu này rất dễ. Mời đội kia vô lại. Đội này đi qua bên kia. Liên quan tới ngày Tết. Rồi, liên quan tới ngày Tết kìa. Chơi. Rồi, không được nói thôi luôn á. Không được quyền nói nha. Không được tạm thanh. Hay quá. Chín. Tám. Bảy. Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Đùa rồi. Tự nhiên trả lại chứ gì trời. Trời ơi. Trời ơi. Có chơi kỹ xảo. Ủa quá trời bên kia cũng có một cái. Mời Bách Ngang. Hai tháng nữa. Hai tháng nữa. Hẹn nhau. Trời mưa. Mùng 2 Tết á. Hẹn nhau mùng 2 Tết. Mùng 2 Tết đi. À, mùng 2 Tết đi nhảy đạp. Không đi vô. Không đi vô. Ê vậy chơi ra giấu vậy kìa. Chơi gian vậy. Mùng 2 Tết. Thôi. Chết. 8 7 6 Có tự xử đi nha. Không kém không tiếp tục. Bà nhắc tồn ta nữa. Mua non. Yeah. Yeah đúng. Ta ta ta. Tết. Ai ai. Tết. 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 Cái này là cái gì ta lấy cái nón ra. Mua lần, mua lần. Trời ơi. Như cái gì vậy trời, cái gì vậy? Như vậy là dù gì thì gì, đội Chu Thế Vinh, Lâm Vy Dạ và Hùng Thuận cũng là đội thua. Dĩ nhiên phải chấp nhận hình phạt đầu xuân. Như vậy là hai đội rất là dễ thương trong cái việc mà rối người vừa rồi. Ngay cả Harry Cole, người nước ngoài mà biết hết trơn, quá giỏi. Bây giờ phần thưởng đầu tiên là thuộc về đội thắng. Ồ. Phần thưởng thứ hai cũng có một nửa của đội thắng và một nửa của đội thua. Tuy nhiên, hên xui may rủi xảy ra. Cái gì là sao? Có những cái bánh, ở trong đó có cream gọi là kem. Còn một phần còn lại thì sẽ có wasabi. Gọi là mút thạc. Thích. Thì hên xui mê rủi rồi. Bắp. Ủa đội thắng. Thắng nó đau đớn ở chỗ là đội thua mà lỡ ăn cái wasabi thì không có nước uống. Bên kia có nước uống chia ra được. Mình để cho cái mình. Rồi. Mình có tôm sống không? Ừ, có tôm sống đầu hành này. Bóc đi, bóc đi, đừng nói nhiều. Ở đây ta ngụy trang hay lắm. Tất cả đều phải ăn hết. Rồi mời bạn ăn. Kem rồi. Ăn miệng ra cho nó bay hơi bớt. Không, tại vì tụi quen rồi đúng không? Ăn qua sẽ bị... Ăn qua sẽ bị hoài à. Ăn hoài à, mà luôn hả? Ăn hoài. Ăn hoài mà. Không ăn hoài đó. Thôi, thôi, thôi. Cương nghị lên. Nuốt cố gắng lên thôi. Đừng có nhai. Đừng có nhai, nuốt đi. Nuốt rồi nước đâu uống. Không gì nhầm nhò gì đúng không? Nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ trời. Mồ hôi em thấy được mồ hôi nè.
Trời ơi, dạ dễ thương quá, quạt cho bạn. Dạ ơi. Ngon á. Ngon hả? Ngon. Cái nữa không? Trời ơi. Xong. Nãy giờ em quạt cho anh quá, anh ăn em cái. Nhanh đi, đâu phải cái nào cũng có đâu. Dạ. Rồi. Mời bạn Dung. Ôi đồ. Họ nhét ở giữa. Mình... chắc nhét vô hết rồi. Ủa mình ăn nhanh đi. Alo. Ồ, vậy là ngon phải không? Đối với Trương Thế Vinh thì bình thường, bên kia bình thường, nam em ăn được, Harry ăn được. Trời ơi, vậy là hai cái wasabi bên này rồi. Thôi. Anh đàn ông đi, anh chịu trước cho. Anh sẽ bóc cái wasabi anh ăn trước, ok? Lẽ mà bóc trúng cái không phải wasabi là tươi luôn. Không, anh sẽ bóc wasabi anh ăn trước. Có rồi. Không có. Có. Có không? Người ta biết người ta cắn mấm mấm rồi quốc chi cho nửa cái. Harry thì bình thường mà. Rồi, ngon. Ngon, em. Lẹ đi, nước vô kìa. Có nước nè. Bọn sao bị nó tan chảy ra ngoài ruột kìa. Có nước nè, chú uống gần hết rồi, lẹ đi. Lẹ đi chứ, chú cay quá, chú uống gần hết rồi. Chú tính làm người hùng. Hình phạt gì kì vậy? Rồi, được miếng nào hay miếng đấy. Được, con muốn luôn hả? Vậy chú uống hết nha. Không sao, cái này nó xông lên não tốt cho não lắm con. Sao tự nhiên cái này nó nhiều quá chứ bị vậy. Của chú này cũng nhiều lắm, cho nên chú mới uống gần hết chai nước đó. Trời ơi, uống nước nó còn nhiều hơn nữa. Thì đó. Rồi, vừa rồi là phần thử thách vô cùng dễ thương. Cái dễ thương nhất là cái phần chơi đó. Anh Giang, anh Giang ơi, còn cái kìa anh Giang ơi. Còn cái này. Thôi Giang ăn đi, đúng rồi. Giang ăn đi, vui đi anh Giang. Giang ăn đi. Ăn đi. Tôi là trùm ăn ớt và wasabi. Ok. Thấy là khó có rồi đó. Có nước sẵn cho bạn tôi luôn. Có. Có. Là hai cái nào cũng phải ăn hết á. Ngon không? Ngon mà phải không? Ngon chứ. Tới lúc nuốt nó mới mệt á. Còn cái gì á kìa. Đâu, ăn cho hết. Ôi dạ. Bánh nè. Bánh này ai bán hả? Nước mắt chảy. Bảy nụ cười xuân bán. Bánh bảy nước mắt chảy. Nước mắt chảy. Bánh ai bán? Để cho ăn bánh bắt thì khóc. Tết nhất cùng hai đừng khóc anh. Tết này vui quá. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là kính thưa quý vị thân mến, như vậy là cái phần chơi vừa rồi vui lắm.